전우 여러분 안녕하십니까. 명색이 국가 공영방송, 공영방송 KBS가 우리 참전 군인들을 모욕하는 그런 명예를 훼손하는 그런 방송을 하고 있습니다. 여러분 한번 들어봐 주시기 바랍니다. Thì những người lính Hàn Quốc đã lên giết hại trong làng cô, thì trong đó gia đình cô. Cái ngà thông sót đó là khi mà xe đoạn ra trước đó nè, ông bố tin là đoạn lại giết dân phần nhị. Cái xa đó là ông điện có đơn vị là ở đây trung đoàn nghĩa quân, ông bố tin là ông nói là ông giết ở phần nhị phần nhất. Lần đêm vô ông bán cái chỗ này nó còn cứ... Thì đâu vô quả đầu tiên á, thì bà chết. Thì mẹ cô mới nói là... chết hết rồi con ơi. Cái mẹ cô mới chặn hai chị em cô xuống ở dưới bụng á. Mẹ cô mới chặn cô lên trên. Thì khi mà thằng đại hạng canh nhau cùng một lúc, đâu vô hơi miệng hầm đây nè, đâu vô một lần đó. Là hiện tại bây giờ là cô mong muốn rằng là lần qua Hàn Quốc này là lần cũng như lần cuối cùng, là mong muốn rằng chính phủ Hàn Quốc và cựu chiến binh Hàn Quốc phải thừa nhận việc này là có qua cái lần phong nhất phong nhị cô thẩm thoát như vậy. Chúng chị qua mua bá hoa. Lao gà nó khác gà kia đó. Hương này có được. Đâu lắm, hương này nhỏ cay thắt xuống. Không em thấp mỏ thì bình thường thôi. Mỏ vừa vừa cay đấy. Ấy là đây là bao nhiêu? Em giật không đi là mua nấu mà. Đây. Rồi trừ là chỉ còn bóng cái mộ. Mộ mẹ, mộ chị, mộ đứa em với lại bà dì ruột đó. Còn đứa em con dì nó 10 tháng nó mất luôn. Cái phần mộ này là đây là mẹ của cô, thì Phong Thị Trì. Thì gia đình cô là chết vào một ngày nữa là ngày 12 tháng 2 năm 1968. Ưng Uyên Thị Tha 씨는 54년 전 한날에 가족 5명을 잃었습니다. Cô là vụ thẩm sát năm 1968, thì cô là một nạn nhân ở trong vụ thẩm sát đó. Thì lúc đó cô được 8 tuổi. Người lính Hàn Quốc đã lên giết hại trong làng cô, thì trong đó gia đình cô thì chết hết 5 người, còn lại hai anh em cô là bị thương. Thì là cô lên tới lòng phong nhị phong nhất chỗ cô ở năm xưa. Xe đi lòng ta. Đó. Em cho 학살이 벌어졌던 곳은 베트남 꽝남성의 폭립봉런 마을. 다낭과 호이안을 남북으로 연결하는 1번 국도 옆에 나란히 위치해 있습니다.
Nhà cô là cái nhà trừ hơi cái nhà đó là nành của cô hết. Nhà xanh đó. 학살이 있었던 날 집에는 모두 일곱 명이 있었습니다. 응우엔 티타 씨와 오빠, 언니, 남동생을 이모가 돌보고 있었습니다. 태어난 지 8개월밖에 안 된 이모의 아들과 놀라운 동네 오빠도 함께였습니다. 이들은 총소리를 듣고 방공 후에 숨었지만 한국군에게 들켰다고 합니다. Thì cái tâm trạng mà lúc mà cô là bị bán đó, bị thương đó thì xong rồi thì cô làm đến khi lính kéo đi rồi á, lính hờn kéo đi rồi thì cô mới đứng dậy. Là cô thấy cảm xúc cô là hầu nó cũng không thể tưởng tượng được, nó rùng rợn mà thấy chết hết. 남매는 심한 부상을 입었지만 학살 장소를 벗어나려고 애썼습니다. Thì hồi nó coi như là bán nhà cô là bán đấu hết, đấu trái nhà hết. Thì bắt đầu hơi anh em cô là bò ra đây. Ra đây có con đường từ trong chỗ cái mép trai nhà cô là bị bờ có con đường ra đây. 이웃집에 있던 어머니를 찾아 나섰지만 어머니도 학살을 피하지 못했습니다. Đó họ đã giết mẹ cô làm đó rồi nhưng mà mình nhỏ quá rồi mình cũng không để ý mình chạy bang 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 thấy nhòm sợ. Kêu theo bang vô thì bắt đầu cô té xuống bắt đầu cô không bị còn biết gì nữa hết bất tỉnh thì lúc đó là chú cô chú cô mới là chú ruột cô ở đi lính cộng hòa với này hơi ông đó thì ông mới là những bầm cô xuống thì bắt đầu hậu nó mới gọi máy bay trực thăng tới của Mỹ thì chở cô đi bệnh viện. 응우엔 티탄 씨의 작은 아버지인 응우엔 득철 씨는 당시 남베트남군 민병대원이었습니다. 아ông là Nguyễn Đức Trơ, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1940. Mà hầu mà về cái vụ thảm sát nó là ông 30 mấy tuổi rồi. Cỡ lại đây cỡ 1 giờ trưa. 1 giờ chiều, 1 giờ chiều bắt đầu mình mới lên đây. Coi như những như con Thanh đồ thì hắn chạy xuống nó rồi mình đưa trước đi rồi. Biên son là họ khiêng xuống đưa trước rồi. Cái ngà thổng sót nó là khi mà xe đoạn ra trước đó nè. Ông bố tin là đoạn lại giết dân phần nhị. Cái xa đó là ông điện có đơn vị là ở đây trung đoàn nghĩa quân mới bố tin là hắn giết ở phần nhị phần nhất. 한국군이 있던 마을에 곧바로 진입하진 못했지만 마을과 멀지 않은 곳에서 생생히 목격했다고 합니다. 네네. 그렇죠. 그렇죠. Ông đứng rồi đó, ông đứng ở chỗ một. Dưới con mộc dưới đoạn quốc lộ. Đó, dưới đoạn quốc lộ xe tạ kìa. Nó lại trên này là nghe súng nổ này, đốt nhà này. Còn người ta ông bác dùng là chỗ đó là mình có thấy trống, mình có thấy. Lần đêm vô ông bán cái chỗ này nó còn cứ chỗ kia, vốn là đi đi, 나가면 연못이 있고, 네 거기 사람은 많이 죽었어요. Mai ông là mẹt, còn bộ rằng rây hết, rằng rây cái mà xanh xanh xanh, cái mũ cấu này cũng bồ lưới những đồ mà cũng là dễ xanh, còn sống là sống vuông em mà 16 con mấy, nói chung là cũng nhiều lỗ sống cho một lỗ sống. 그날 오후에서야 마을에 들어가 시신을 수습할 수 있었다고 합니다. 저 cộng nói chung là giật nôm mình cái hào nó là nghĩa quân hay cũng sống rồi. Nói chung là con dân con chá của lính mà đời của lính mà ông ta đoạn ta bán giết cho nên là mình phải vẫn đốt chả quẹo hết trơn rồi đâu còn nữa. Rất là rất cái đội ông vô cái ông thu thập xác cái đội xong ông tập kết lên cái chỗ đem xuống đồn kế đang cái tập kết vô trong đó. Cái miếu này là hồi xưa là chỗ này là
bị thẩm soát là trên cái bia tưởng niệm ở trên kia. Nhưng mà hồi nó chết là đem hết xác người xuống đây. Khi xuống đây thì đã rớt từ từ cái đường đó mà vô tới đây. Giờ để nằm vô tới đây là khiêng nang nang chúng mà để nằm giờ thẩm đây. Thành ra là mới dựng lập cái miếu này để thờ phượng những cái vong linh đem xuống tới đây á. Để giờ trời họ lập cái miếu này để thờ những cái vong linh những người đó. 학살 직후 마을로 들어간 미군은 희생자의 모습들을 사진으로 남겨뒀습니다. 이 중에서는 레딘 목 씨의 어머니도 있습니다. 근데 mà riêng về phần là bốn anh em trai từ Lê Đình Mạc tức là bọn nhỏ không đi đâu được hết nên nhỏ nhỏ chứ mà còn ba anh em tức là khi hậu nó là ba tức đi lính cho Việt Nam một bùa. 학살 전날 밤 3개월이 채 되지 않은 막내를 뺀 세 남매는 아버지와 함께 자기 위해 마을을 잠시 떠났습니다. 아버지가 일하던 곳은 마을에서 2km 정도 떨어진 끼엠 루초소였습니다. 이 nhỏ này nghe nổ xong rồi thì nghe những tiếng đỡ liên tiểu liên thì bén ồ còn không nha. Nó nhìn thấy rồi thấy khúa nghi nhúc chứ cũng không biết là giết người. Nhìn thấy khúa nghi nhúc. Khi đó nói chung là cũng đông loa cũng bận gì thế nọ. Thì ba ông giờ là không cho gì là ông sợ không nói cho gì khi ông đi chạp rồi cũng theo gì. 숨진 어머니는 막내 동생을 감싼 채 엎드린 채로 발견됐다고 합니다. 하우는 biết rồi. 하우는 đang chơi, chơi cũng quanh cái khoảng này mà khoảng mà hậu nó mình thương mẹ thương cho như thế nào, mình chỉ nghe nói lung tung cũng la qua. Cuối cùng một người như thế này. 기적적으로 막내 동생은 살아남아 구조됐습니다. còn hơi đứa này là mặn biến lỏng nữa thôi. Vì cái ảnh này là cô thế đây là những nhân chứng cứu đưa ra. Vì sao chết vì bom đạn vì chiến tranh đâu bay mới ra chết bình thường. Nhưng mà tại sao bức xúc ở đây là ông nội mẹ cô mà là bức xúc phải không? Vì không phải chuyện đoán chứ. Nhưng mà bức xúc cái là dòng hết nói chung là núi dòng dân cùng lòn cùng xóm đó là núi trên hắn bồ tận là dòng hết gia đình của anh ra đó bên chỉ núi ngang gọng nên anh rất là bức xúc núi thế. Cái날의 비극은 위령비로 세워져 있습니다. Cái bia này thì do bên thanh niên bên Hàn Quốc qua phối hợp với thanh niên ở đây để làm cái bia này tưởng niệm rồi là dựng lại là để tên những người bị thẩm soát năm 1968. 위령비에 74명 희생자 이름이 태어난 순으로 적혀 있습니다. 대부분이 노인이거나 여성이었고 이렇게 어린아이가 특히 많았습니다. 보자인, 이름이 없다는 뜻인데 학살이 있던 해에 태어나 이름 없이 죽은 아기입니다. 마을에는 학살의 기억이 생생히 남아있지만 한국 정부는 이에 대한 별다른 입장을 내지 않고 있습니다. 학살이라는 단어도 희생으로 바꿔 부르고 있습니다. Thì lúc đầu là cô không nghĩ mà đi cái chặng đường giờ như vậy. Cô cứ nghĩ là chắc hơn 2015 mình qua nó rồi tới ngần hơn 2018
thì ra phiên tòa giả định, nhưng mà thật sự trong đầu cô cứ nghĩ y là phiên tòa thật của chính phủ Hàn Quốc đưa ra. À, nên là cô hy vọng ghê lắm, chứ cô không nghĩ mà đi đến cái chặng đường giờ như vậy. 응우연 티타 씨는 2년 전 대한민국을 상대로 국가 배상 소송을 제기했습니다. 생존자와 목격자의 증언뿐 아니라 한국군이 민간인을 학살했다는 미군의 문건과 보고, 미군이 찍은 학살 직후 사진들이 증거 자료에 포함됐습니다. Thì cuối cùng cô phải làm, cô đủ điều hết, làm thư thỉnh cầu qua đủ thứ rồi, nhưng mà không ấy thì cuối cùng cô phải để kiện để cho chính phủ và những người lính cựu chiến binh Hàn Quốc phải thừa nhận, vì chuyện này không thể nào cô mà dựng được một câu chuyện như vậy. Cô đi qua năm 2015 là cô chỉ cần là bắt ta cô và nói lời xin lỗi. Nhưng mà không lồn được như vậy là cô rất là đau đớn. 수많은 좌절 앞에서 다짐은 더 굳어졌습니다. Lần đầu tiên là nói thật sự là quá là lúc đó cũng còn hơi, tại vì những người cựu chiến binh nhiều quá cô cũng thấy là rất là sợ là lạ. Nhưng mà bây giờ là cô thấy thay đổi từ năm. Nên bây giờ là tâm trạng cô đi cũng không có gì là lo lắng. Cô cứ nghĩ là những vong linh đó phù hộ cho cô để cô qua nói ra sự thật này. Là hiện tại bây giờ là cô mong muốn rằng là lần qua Hàn Quốc này là lần cũng như lần cuối cùng, là mong muốn rằng chính phủ Hàn Quốc và cựu chiến binh Hàn Quốc phải thừa nhận việc này là có qua cái lần thống nhất phong nhị cô thẩm soát như vậy. Phong Nhi Phong Nam Mạc은 베트남이 프랑스가 점령했던 시기, 또 미군이 점령했던 시기에 프랑스와 미군에 가장 강력하게 저항했던 걔들의 전투 마을입니다. 그래서 이제 호찌민의 지시라든지 그들 지도자들의 지시에 의해서 그쪽 마을은 전부 다 전투화되어 있습니다. 촌락이. 그래서 농가인데도 창고가 있고, 보급 창고가 있고, 그다음에 땅굴이 있고, 여기에 보면은 전투촌, 자기들 전투촌이라고 분명히 되어 있습니다. 그런데 그리고 또 보급의 중간 기지였어요. 이때 그 마을은 이미 한국군이나 미군들이 전투를 할 때에는 민사작전을 먼저 전개합니다. 마을에 계신 주민들 전부 다 안전지대로 대피하세요 하고 다 이렇게 이제 안전지대로 다 이렇게 옮기시거든요. 근데 이분들은 전투하는데도 남아 계셨다는 거죠. 남아 계시면서 거기서 이제 전투를 도왔다는 거죠. 전투를 하고 하셨다는 거죠. 1968년 2월 22일, 폭립폭넌 마을과 차로 20분 거리에 있는 하미 마을에서도 주민들은 끔찍한 비극을 겪었습니다. Tại vì cái số lượng người mất thì ở đây nhiều hơn ở trên Phong Nhất Phong Nhị, vì ở đây tới 135 người. Còn ở đây hầu nó không có thằng Mỹ chụp lại cái ảnh đó, cho nên cô không có bằng chứng. Cho nên đến khi mà cô qua Hàn Quốc á, thì những luật sư đó họ cũng thấy những người dân thiệt thòi cho những người dân ở làng Hà My. Năm 1968 thì cô được 11 tuổi. Nhưng mà lúc đó 6 giờ sáng đó, cô khi mà cô đến cô nghe tiếng khóc la nói lại thì rất đau lòng. Cô rất đau lòng lắm. Nhưng mà khi 6 giờ sáng đó thì cô ra ngoài đường á, thì cô nghe cái nhà khóa lại nghi ngút ở xóm sau á, thì cô mới chạy vô nhà. Cô cũng chưa đứng chạy, cô chạy vô nhà thì cô thấy lính đại hàng á, nó xỉ súng nó đưa lên. 한국군은 응우연 티타 씨와 어머니, 숙모, 남동생, 이웃들을 방공호로 몰아넣었다고 합니다. Cái lưu đựng nước á, là đập bể, nhưng mà khi mà lùa hết vô hầm rồi á, thì đập cái lưu nó bể, chắn đôi hơi miệng hầm. Thì đâu vô quả đầu tiên á, thì bà chết. Thì mẹ cô mới nói là chết hết rồi con ơi. Cái mẹ cô mới chặn chị em cô xuống ở dưới bụng á, mẹ cô mới chặn cô lên trên.
Thì khi mà thằng đại hạng canh nhau cùng một lúc, đâu vô miệng hầm này nè, đâu vô một lần đó. À, trước đó thì cô tỉnh lại chứ, cô tỉnh lại cô thấy la liệt cháy, sắc cháy nằm la liệt hết chứ. Nhưng mà máu của họ đẫm ướt cả mình người luôn. Rồi thịt đồ chiến giang lên người cô rồi. Hơn nữa nhưng mà không thống kê được hết vô trong cái bia này. Uy Dương Bi는 11년 전 월남 참전 전후 복지회의 기부로 세워졌습니다. 하미마을 미령비 뒷면은 이렇게 연꽃무늬 대리석으로 덮여 있습니다. 원래 주민들이 한국군의 민간인 학살을 묘사한 비문을 넣었지만 미령비 제작을 지원한 베트남전 참전군인 단체의 반대로 대리석이 이렇게 덧씌워진 겁니다. 현재 베트남 정부도 외교라는 대리석으로 문제를 덮어뒀습니다. 과거는 제쳐놓고 미래를 지향하자는 정책과 함께 한국과의 과거사에 대해 지금까지 공식적으로 문제 삼지 않고 있습니다. 하지만 응우엔 티타 씨의 생각은 다릅니다. Bao nhiêu lần cô đã sang Hàn Quốc, cô nói lên tất cả sự thật mà cô đã chứng kiến trong cái vụ thảm sát đó. Nhưng mà cô mỗi lần cô nói là cô thấy đau lòng ghê lắm. Nhưng mà đó là buộc cô phải nói lên những cái là cái dũng khí của mình, phải bắt buộc phải nói lên những cái lời mà kể hết cho những người mà mọi người bên Hàn Quốc để cho họ biết được cái nỗi đau lòng của người dân cô như thế nào. Như vừa rồi cô qua thì ông cựu chiến binh đó, ông tôi rất thành thật xin lỗi. Nhưng mà nếu như ra chiến trường, họ đưa tôi ra chiến trường mà tôi không hành xử thì cũng không được. Cho nên là tôi phải hành xử. Thì tôi thật lòng ra mà nói tôi thành thật xin lỗi. Vì cũng còn sót lại những người như cô, những đứa trẻ như cô mà bây giờ còn sót lại, thì để nói lên cái sự thật như vậy. 우리 대한민국 국군이 가해자다라고 하는 증거는 없습니다. 미군의 보고서, 우리의 전투 상복, 작전 일지, 또 베트남의 전투 요독. 이것을 합치면은 조합하면은 근거는 없습니다. 단지 이제 그분들의 증언, 또 이제 자기들 주장이죠. 이런 것들에 의한 것이지. 그게 이제 어차피 편향적인 생각이기 때문에 또 세월이 지나면서 왜곡될 수 있고 호도될 수 있고 변환될 수 있거든요. 그래서 폭리폭로선 지금 이제 국가 소송 중이고 쭉 한데 그것에 대해서는 명확하게 우리 참전자들의 명예를 되찾아서 다시는 이러한 사례가 없도록 좋겠습니다. 국가를 위해서 먼 남은 그 열사의 땅에서 피를 흘리신 분인데 학살자로 둔갑된다고 하면은 어느 누가 나중에 국가와 조국을 위해서 목숨을 바치겠습니까? 학살을 목격했던 응우엔 득절 씨 등 피해자들이 지난 5일 입국했습니다. 나흘 뒤 열리는 변론 기일에 참여하기 위해서입니다. Cái đợt này là nói thiệt với cháu là mấy ông đi đấy nhờ nhiều lần rồi. Mà bóc là bóc nó quyết định là dò rồi, ta không có đi lượm chi. Cuối cùng là mấy ông nó thầu kệ qua để lượm chứng. Có phiên tòa cuối cùng để mình nói ra những cái sự việc mà là lính của họ đang đánh nhân thoát khỏi dân thường như thế nào để cho mình. Để cho xa này cái chính phủ Hàn Quốc để xác nhận những cái sự việc đó. 대부분의 학살 피해 마을과 달리 비교적 남아 있는 증거가 많은 폭립폭넌 마을은 소송을 제기할 수 있었다고 합니다. Nhưng mà cô thì phẩm nhị và phẩm nhất cô là may mắn lại còn lại được chụp hình ảnh lại hết. Thì còn nhà cũng nhìn ra được hết mà.
thì nhờ cái hình ảnh đó, nhưng mà đến ngày hôm nay cô mới đứng ra đến cho đến ngày hôm nay. 폭립폭넌 마을 학살 이듬해 중앙정보부에서 관련 파병 군인들을 조사한 서류의 존재가 확인됐지만 국정원은 구체적인 자료 내용 공개를 거부하고 있습니다. 고 thắp hương con nguyện cầu những cái vong linh không phải riêng gia đình cô mà 84 người là tại lần phong nhất phong nhị đã bị thiệt hại năm 1968 thì cô cũng nói là mong rằng những vong linh đó phù hộ cho cô để cho cô qua chuyến đi lần này là để đợt ý nguyện của cô và những vong linh đó thì theo cô để giúp đỡ cô trong cái chuyến đi này. Cô cứ nghĩ là những vong linh đó phù hộ cho cô để cô qua nói ra sự thật này.